Lưu với anh em một cái củ mai à, đây là mai cát anh em nha, một cái củ mai đế vip chi chốt dốt ngọn luôn anh em, ở trên nó phình và nó rất là dốt lên trên anh em, cây này quá độc lạ anh em ha. Chi chốt thì tay cành rất là nhỏ rồi đó, về thì anh mới ghép vô thôi, còn anh em thích chơi rin thì càng tốt đó. Rin em đó, anh em nụ nó đi nè, đây lọc nó đây, đây lọc cây đây đó, lọc cây đây anh em ha. Rồi à, để không mất thời gian anh em vô thông số anh đây. Vành 47. Hoành 47. Cao hình hảo cũng được anh ơi. Rồi, chiều cao 50. Cao 50, rất là lùng lực anh em nha. Rồi. Bầu đế luôn. 47. Bầu đế 47. Thì cái đợt này em cũng làm bầu đế gọn gọn lại anh em, cho anh em tiện giao lưu. Chứ lúc trước em lấy cái bầu đế khủng quá thì cái thiếp nó cao. Thì bữa nay em đã rút gọn lại, nó làm cho nó nhỏ lại à, nói chung là cây rất ổn, vẫn bao sống cho anh em nha. Lấy đế cũng vừa vừa phải phải để anh em về dễ chơi, dễ vô chậu ha. Đó, cây này là em bao sống cho anh em nha. Rồi quay một vòng luôn anh ơi. Đó, hành 47, thật sự là cây này phải đo xét cho phải 50 anh em ơi. Đó, cây rất là độc lạ anh em nha, độc lạ nha. Đó. Rồi, bên đây là nó có cái lũa bên đây anh em. Đó, anh đây là có cái lũa nó nha. Nói chung phần này mình chám cái là xong, nói chung ảnh hưởng nó nằm một khúc đó, chi chốt rất là nhà, rất là đẹp, quá ok anh em ơi, rất là lực nha anh em, dót lực luôn nha, đế khỏi nói rồi, đế là mênh mang đó. Nói chung là cây nào em cũng ưu tiên về đế hết trơn anh em ơi. Đó. Rồi anh em nào thích cái này thì gọi cho em, giá hiện tại của cây là 2.500k. Rồi mong được sự ủng hộ của anh em nha. Cây rất là lực anh em ơi, độc lạ nha, cây này cũng hơi độc lạ anh em ơi. Đó, nó cũng hơi thiên về trực lắc mà chi chốt nó lên rất là đẹp. Đó, đế quá quá phê. Rồi em xin phép được xuống clip tại đây, chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ạ.